Chương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Sú Kiếm Khách, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Sú Kiếm Khách đứng sững, trông như là một vị thiên thần. Mũi kiếm đã dí vào trước ngực của Xích Cước Đại Tiên. Không một ai nhìn rõ lão rút kiếm ra sao và sử dụng chiêu thức gì. Xích Cước Đại Tiên sợ xám mặt. Y sai cưu đầu trưởng từ từ hạ thấp xuống. Tổ y tiên nương hồn vía lên mây. Hai vợ chồng của mụ ngang dọc trên giang hồ đã từng thấy ai bản lãnh ghê gớm đến thế nào rồi, nhưng chưa bao giờ một kích thì không thể tin được. Xích Cước Đại Tiên không chịu nổi một đòn của Sú Kiếm Khách. Tố y tiên nương vội la lên: "Sú Kiếm Khách, người không thể giết y được đâu." Cung Cừu tâm cơ rất linh mẫn, chàng cũng biết rằng mình muốn giết Xích Cước Đại Tiên thì chỉ dễ như là phủi bụi. Nhưng Phùng Chân còn ở trong tay của đối phương, tất nhiên là không thể sống được. Đồng thời chàng nghĩ rằng Nhi Tiên là kẻ thù không đội trời chung với mình. Chàng muốn rằng lúc nào báo thù mình phải để lộ chân tướng mới xứng đáng. Nghĩ vậy cho nên chàng cười ha hả nói: "Ngươi xin ta tha cho hắn có phải không?" Tổ y tiên nương cười rộ: "Một mạng đổi một mạng, thế là công bằng." Phùng Chân trợn mắt dường như muốn rách cả kẻ ra. Gã kêu to một tiếng miệng học máu tươi. Cung Cừu từ từ thu kiếm về gần giọng quát: "Thôi, ngươi cút đi." Xích Cước Đại Tiên mặt tím như gan lợn, búi tóc bạc ở trên đầu dựng ngược lên. Lão cầm ngược cây cưu đầu trưởng lùi lại. Tố y tiên nương đảo mắt nhìn Phùng Chân. Mụ nhắm gã phóng chưởng trên không rồi nói: "Chúng ta đi thôi." Mụ buông tay Phùng Chân ra rồi cùng Xích Cước Đại Tiên băng mình chạy đi. Cung Cừu toan cất tiếng gọi Phùng Chân. Đột nhiên Phùng Chân loạng choạng người rồi ngã lăn xuống đất. Cung Cừu giật mình kinh hãi, chàng lạng người đến bên Phùng Chân. Thấy gã hai mắt đã nhắm nghiền, sắc mặt lợt lạc, môi xám xịt, như là người đã chết rồi. Không cần nói cũng hiểu là lúc tổ y tiên nương buông gã ra thì đã thi hành độc thủ. Cung Cừu ruột nóng như lửa, chàng quay lại bảo hai gã cái một mặt một gầy rằng: "Phần bằng chủ Quý Bang là bạn thâm giao với lão phu. Lúc lâm chung có di ngôn là ngôi bang chủ sẽ truyền lại cho thất xảo cái để tiếp tục quản trị mọi việc ở trong bang. Về điểm này lão phu hy vọng ở nơi hai vị trưởng lão theo lời di ngôn của đặng bang chủ mà làm cho đến nơi đến chốn." Trưởng lão mập là Triệu Hữu Thường chấp tài thi lễ nói: "Tại hạ xin có lời cảm tạ ơn đức của các hạ đã ủng hộ di mệnh của tiền bàn chủ tệ bàn và đưa tin về cho thất xảo cái hiện còn bị giam giữ. Bản tòa sẽ hạ lệnh phóng thích ngay bây giờ để tiếp tục đại lễ tôn y lên vị bàn chủ." Cung Cừu gật đầu: "Còn những tính vật của Quý Bàn, lão phu sẽ lãnh trách nhiệm đi đòi cho." Nói xong rồi chàng cắp nách Phùng Chân nhằm chỗ gò đất mà nhảy xuống đi ngay. Cuộc đại lễ lại tiếp tục trong bầu không khí bi phẫn và do thất xảo cái lên kế nhiệm chức phân ban chủ. Nhắc lại Cung Cừu chạy nhanh như bay, chọn những lối quan sơ tịch mịch mà đi. Chàng chạy liền một mạch mười mấy dặm, chợt thấy cạnh sườn ở phía cánh tà trái có gì đó đau nhất. Chàng sực nhớ ra Phùng Chân mình mặc áo nghịch lân bảo giáp. Vì chàng hốt hoảng khắp gã chạy đi nên bây giờ thấy đau nên mới nhớ ra. May mà chàng chỉ bị trầy sơ sài mà thôi. Bỗng một trái núi trọc cao chừng 500 trượng hiện ra ở trước mắt. Cung Cừu ngần ngừ một chút rồi chạy thẳng lên đỉnh núi, tìm một chỗ mặt đất bằng phẳng, từ từ đặt Phùng Chân xuống. Chàng thấy mặt gã đen sạm, hơi thở thoi thóp. Trong khi hốt hoảng, chàng không biết phải làm thế nào để cứu chữa. Lúc này trời đã gần sáng, trong đám sương mù ban mai đã có bầu sắc khác lạ. Cung Cừu bỏ bộ mặt giả ra. Sau một hồi ngẫm nghĩ, chàng quyết định tra xét
tất cả các đường kinh nguyệt trên thân thể của Phùng Chân để thăm xem nguồn gốc của thương thế ở chỗ nào. Chàng cởi bỏ áo dài của gã ra. Trong người của gã mặc một chiếc áo lót không phải da mà cũng không phải tơ. Cung Cừu đưa tay sờ vào thì thấy dường như có những mũi nhọn đâm vào da. Chàng chắc đó là tấm nghịch lân bảo giáp. Tấm áo này vừa trề ra bên ngoài, thoạt tiên chàng nhìn thấy cổ của gã trắng tinh mịn màng, hai tay tròn như búp. Cung Cừu cười thầm nghĩ bụng. Chân đệ từ nhỏ đã được nuông chiều quý quá, sống trong nhung lụa cho nên có lẽ nhìn gã như là một đứa con gái vậy. Cởi xong chiếc nghịch lân bảo giáp ra, Cung Cừu bất giác trố mắt mà nhìn ở trong xiêm áo toàn bằng gấm là trắng đỏ. Chàng thầm nghĩ đây toàn là trang phục của nữ nhân. Cung Cừu ngẩn ngơ một lúc rồi nghĩ bụng, Phùng Chân là người cơ trí hơn đời, y lại tuyệt khéo và lối cải trang nên ăn mặc thế này hẳn có dụng ý gì đây. Việc thám sát thương thế là chuyện khẩn cấp nên không thể trùng trình. Nghĩ vậy cho nên chàng bình tĩnh lại. Thoạt tiên chàng sờ vào những huyệt trung đô, dưỡng phụ, không tôn ở hạ bàn, rồi tuần tự lên đến những huyệt đại hách, di đạo, cư chẩn, đều không thấy khác lạ gì. Tiếp theo chàng điều tra đến 8 huyệt thuộc về đới mạch, lên đến chỗ giao tiếp với kỳ kinh bát mạch. Qua đới mạch dòng về phía sau lưng thì cần phải cởi áo mới xem được rõ ràng. Chàng dừng ngón tay lật tà áo trong của Phùng Chân, đột nhiên chàng kinh ngạc la lên: "Trời ơi!" Rồi xoay người đi lùi lại 7-8 bước. Mặt của chàng đỏ bừng lên, trái tim dường như muốn nhảy ra ngoài miệng. Cung Cừu nhắm mắt lại, chân tay run bần bật, chàng lẩm bẩm: "Trời, té ra Phùng Chân là con gái." Chàng có ngờ đâu, hai trái đào trước ngực của Phùng Chân rung rinh. Tuy chàng đã nhắm mắt lại mà ấn tượng này vẫn còn hiển hiện trong mắt. Từ thời nhỏ, chàng khôn lớn đến nay chưa bao giờ Cung Cừu cảm thấy kích động như lần này. Phùng Chân là một thiếu nữ. Một điều rõ rệt và nghiễm nhiên, bí mật này đã từ từ bị khám phá. Cung Cừu ôn lại những cử chỉ từ trước đến nay, cái gì cũng rõ ra là con gái. Tiếng của nàng vẫn gọi là Cừu ca ca cũng là con gái luôn. Chàng nhớ lại lời cảnh cáo của người áo xanh che mặt: "Ta giao nó cho ngươi và ngươi không được thân mật với một cô gái khác nào." Rồi chàng lẩm bẩm: "Phùng Chân đúng là con gái độc nhất của người áo xanh che mặt." Rồi chàng gạt đi những suy nghĩ. Cho dù Phùng Chân là nam hay nữ thì lúc này việc cần nhất là phải tìm ra căn nguyên thương thế để cứu vãn sinh mệnh cho nàng. Cung Cừu dương hai mắt lên, người run bần bật trở lại bên Phùng Chân, mồ hôi trán của chàng nhỏ xuống. Đứng trước con người trong ngọc trắng ngà, Cung Cừu tưởng chừng như mê đi. Chàng mở cặp mắt thao láo ra nhìn không chớp, đứng ngẩn người ra trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà. Bao nhiêu ý nghĩ trước nay bây giờ lật ngược lại hết. Theo lời của người áo xanh che mặt thì đã được lão nhìn nhận mình làm rễ động sàn. Trách nào chàng chỉ nói được một câu, lão buông tha cho nhị hồ và nhường lại nửa phần dưới nhất nguyên bảo luật cho mình. Trước kia Cung Cừu nhận lầm người áo xanh che mặt chính là Thái Thượng Tiên Kiếm Minh. Vì trừ Gia Cát Anh ra, chàng chưa bao giờ giao du thân mật với một cô gái nào. Chàng nhớ lại lúc ở trong vườn quan nhà họ Triệu, người áo xanh che mặt cũng từng xuất hiện. Giả tỷ lúc đó chàng tỏ ra thương Gia Cát Anh thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Đứng trước một người đẹp thiên tiên là Gia Cát Anh, chàng cũng như người khác, một giống động vật đa tình có thể vì ôm mối tình mà quên hết mọi sự. Chàng phải luôn luôn nhớ đến hai chữ cừu hận để cố tuyệt tình với Gia Cát Anh. Cung Cừu liên tưởng đến lời di ngôn của mẫu thân. Chàng tự hỏi, Hà Nhi Thẩm còn sống hay đã chết? Nhi Thẩm sinh trai hay là gái? Nếu qua người sinh gái và sau này có ngày tương ngộ, liệu mình có dám phản bội lời di ngôn về việc hôn ước của mẫu thân không? Nghĩ tới đây chàng đưa mắt nhìn lại Phùng Chân. Cái nhìn này đã khiến cho chàng tiêu tan hết mọi ý nghĩ xa xôi để trở về với thực tại. Sắc mặt của Phùng Chân đã đen sạm, chẳng lẽ bỏ nàng ở đây không cứu chữa hay sao? Rồi chàng cả quyết tự nhủ,
bây giờ hãy cứu mạng cho nàng trước. Mình không thể tính toán những điều thiệt hơn. Cung Cừu đưa bàn tay ra run run cởi dần tấm áo lót cho Phùng Chân. Chàng phải nghiến răng ép lòng cho trái tim bớt sao động. Chàng lần theo những đường kinh tuyến để dò xét căn nguyên thương thế. Ngón tay của chàng chạm người của nàng. Chỗ nào cũng trơn như mỡ, toàn thân của nàng mồ hôi toát ra như tắm. Việc điều tra thương thế này khiến cho Cung Cừu hòa lạc phách bay. Vì bát mạch kỳ kinh của Phùng Chân có đến 5 mạch tán loạn, 48 huyệt bị bế tắc, chân khí chạy ngược dòng. Dường như là công lực bị tiêu tán không còn cách nào cứu được. Hai hạt nước mắt của Cung Cừu bất giác từ từ nhỏ xuống. Trước kia giữa Cung Cừu và Phùng Chân đã có mối thân tình khác nào là huynh đệ. Nhưng hiện giờ chàng biết Phùng Chân là gái thì mối tình huynh đệ lại thay đổi đi. Nếu không thể cứu được nàng để đến chìm hương đắm ngọc, hả chẳng phải là di hận cho chàng suốt đời hay sao? Đứng trước tình thế nguy ngập, chàng đành theo lối bệnh ngặt phải chữa liều. Chàng lấy trong bọc cả hai bình quy nguyên đan và tích độc đan, mỗi bình chỉ còn 3 viên. Chàng dốc hết ra rồi nhét vào miệng của Phụng Chân. Đoạn chàng đặt tay mặt vào huyệt linh đài sau lưng của nàng, dẫn công truyền nội lực vào để trợ giúp hô hấp cho nàng. Còn tay trái thì đặt lên huyệt thiên đột và dùng chân lực của mình thúc đẩy cho chất thuốc vận chuyển ra khắp người của nàng. Sau một khắc, nét mặt xám đen của Phùng Chân đã tiêu tan, hơi thở đã đều đặn hơn trước. Cung Cừu mừng thầm và cho rằng có cơ cứu vãn được. Chàng nhắm mắt thúc đẩy chân khí vào nhiều thêm. Lại sau một khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Phùng Chân nấc lên một tiếng rồi mở bừng mắt. Cung Cừu buông tay ra đứng dậy, mắt của chàng đỏ như gấc, tai nóng bừng. Phùng Chân đảo cặp mắt lờ đờ nhìn quanh rồi hỏi: "Cừu ca, đây là đâu?" Lúc này ba tiếng cừu ca ca vừa lọt vào tai, Cung Cừu băn khoăn trong dạ, chàng gượng cười đáp: "À, đây là một ngọn núi cách miếu Quả Thần chưa đầy 20 dặm. Tiểu huynh cũng không hiểu là địa phương nào." Phùng Chân nhăn nhó nói: "Để nhớ rằng đã bị Tố Y tiên nương hạ thủ có phải không?" Cung Cừu lại nổi lòng căm hận: "Đúng rồi, hiện giờ trong mình của đệ thấy thế nào?" Phùng Chân ấp úng: "À, đệ ư, nguy rồi." Cung Cừu giật hỏi: "Sao?" Phùng Chân đáp: "Không đệ tụ được nguyên khí nữa, chắc là công lực mất hết rồi." Cung Cừu dậm chân: "Vậy tiểu huynh phải báo cho được mối thù này." Phùng Chân phát giác thấy vẻ mặt của Cung Cừu có chịu khác lạ. Nàng ngạc nhiên nói: "Cừu ca ca, ca ca có điều gì khó chịu vậy?" Cung Cừu ấp úng nói: "Không, không sao cả, nhưng sao hả? Nhưng chân đệ là..." Phùng Chân chống hai tay xuống đất ngồi dậy. Nàng cảm thấy khắp mình mát rượi, cúi đầu nhìn xuống đột nhiên thất sắc la lên một tiếng rồi khóc nức nở. Tiếng khóc của nàng làm cho Cung Cừu chân tay luống cuống. Chàng dò đầu bứt tai muốn khuyên giải đôi lời, song không bề nào mở miệng, nên chỉ đứng ngẩn người ra. Trong lòng nôn nao không biết nên cười hay nên khóc. Hồi lâu Phùng Chân ngừng tiếng khóc, nước mắt vẫn vàng giữa, nàng hỏi: "Cừu ca ca, tại sao cừu ca ca lại làm thế này?" "Vì tiểu huynh phải gấp rút xem xét thương thế của chân đệ." Phùng Chân cài xiêm áo lại, gắng gượng mặc tấm nghịch lân bảo giáp vào. Nàng bẽn lẽn nói: "Cừu ca ca, ca ca có giận tiểu muội không?" "Làm sao mà giận?" "Vì tiểu muội đã lừa dối cả ca ca." "Không, chẳng bao giờ tiểu huynh nghĩ thế, vì cừu ca ca vẫn yêu mến tiểu muội." Cung Cừu nhìn thẳng vào mặt của Phùng Chân: "Cảm tình của chúng ta không thay đổi, trước thế nào thì nay vẫn vậy." Phùng Chân buồn rầu: "Không, không thể trước được. Hiện giờ cừu ca đã biết muội là gái rồi." Cung Cừu nghĩ một lúc rồi khẳng khái đáp: "Tiểu huynh vẫn yêu chân muội." Phùng Chân đổi sầu làm vui, nét mặt ra chiều ranh mảnh: "Có thật thế không?" "Dĩ nhiên là thật rồi. Nếu sau này lại tìm thấy người vợ theo lời di huấn của mẫu thân thì sao?" Cung Cừu ngập ngừng: "Biết đâu người y chả là trai." "Nhưng nếu là gái thì sao?" Cung Cừu ấp úng: "À, cái đó thì..." Phùng Chân không cười nữa, nàng nói: "Cừu ca ca, chúng ta bất tất phải nghĩ nhiều nữa.
Ca ca yêu tiểu muội, tiểu muội cũng tin như thế là đủ rồi. Cung Cừu lại hỏi, chân muội, bây giờ đã đến lúc chân muội nói hết cho tiểu huynh nghe được chưa? Phùng Chân ngẩn người ra một lúc, nét mặt đượm vẻ thê lương, nàng thủng thẳng đáp, thôi được, tiểu muội nói cho Cừu ca hay. Tên tiểu muội không phải là Phùng Chân. Cung Cừu rung lên, vậy chân muội tên là gì? Là Phụng Chân. Chân muội họ gì? Tiểu muội họ Dạng. Vậy là Dạng Phụng Chân. Đúng rồi. Cung Cừu phăng tới, trong võ lâm có nói đến Dạng lão tà, phải chăng đó là Lệnh Tôn? Phụng Chân biểu môi nói, chà, người ta kêu y bằng Dạng lão tà, song sự thật thì y chẳng có tà chút nào cả, có điều không chịu theo thói thượng mà thôi. Câu này tỏ ra nàng đã nhìn nhận rồi. Cung Cừu lại tiếp, chính ra Lệnh Tôn là ai? Phụng Chân nheo mắt nói, gia gia tiểu muội là chúa đảo của Thạch Đảo và là chưởng môn phái Kỳ Môn. Cung Cừu không nhịn được nữa, buộc miệng la lên một tiếng kinh ngạc. Chàng có ngờ đâu, người áo xanh che mặt chính là Dạng lão tà, lại là chưởng môn phái Kỳ Môn. Nghi vấn này vừa được giải đáp thì Cung Cừu nhớ ngay, khi vào một thị trấn ở trên đường đi Tinh Tú Nham, chàng đã gặp mặt lão, ánh mắt chiếu ra những tia sáng kinh dị để trấn áp lòng người. Khi lão dùng tiềm lực đẩy người đi đường sang một bên, chàng lẩm bẩm, té ra là lão. Công lực của lão phải nói là kinh thiên động địa. Thảo nào khi mỗi lần gặp lão lại nhìn thấy đôi mắt quen quen. Lúc đó ở trong thị trấn, Dạng Phụng Chân đột nhiên bỏ đi, thì ra là nàng muốn lánh mặt phụ thân của nàng. Dạng Phụng Chân không chờ cho Cung Cựu lên tiếng, nàng tự động nói, còn về vụ Nhất Nguyên Bảo Lục, gia gia tiểu muội làm sao mà tức giận đuổi hết môn đồ ra khỏi đảo, chắc Cừu ca đã biết rõ, bất tất tiểu muội phải nói nữa. Cung Cựu vui cười nói, vẫn còn nhiều chỗ tiểu huynh chưa hiểu, mong rằng chân muội nói hết lại một lượt. Dạng Phụng Chân cất giọng quanh vàng, càng không song sát ngấm ngầm tình tự với nhau, bị đại sư huynh là Giả Lượng bắt gặp, nên hai người sợ tội bỏ trốn ra khỏi đảo Bạch Thạch, đồng thời lấy cắp nửa phần trên của phò Nhất Nguyên Bảo Lục của gia gia. Gia gia điên tiết lên, đem các gót của đại sư huynh, nhị sư huynh, tứ sư huynh và ngũ sư huynh rồi đuổi ra khỏi đảo. Cung Cừu hỏi, vì càng không song sát chắc là tam sư huynh và lục sư thúc, chân muội có phải không? Không phải. Không sát vào hàng em út đứng thứ bảy, thế thứ sáu là ai? Thiên thủ tú sĩ Phạm Thế Quang. Ồ, y còn là Không Đạo, cũng là một môn phái trên chốn giang hồ. Y dân lệnh Kỳ Môn làm chủ Không Đạo, nên khi phát xuất việc này y không có ở đảo. Sao y đi tư tình và kết hôn với Vô Song Tiên Tử, bị gia gia tiểu muội giam cầm. Phụng Chân ngừng lời lại rồi khép nép nói tiếp, đến khi nhà Cừu ca xảy ra chuyện, nửa phần dưới của pho Nhất Nguyên Bảo Lục lọt vào tay Võ Lâm Nhất Lão, gia gia mới thả y ra khỏi đảo và bảo y tìm cách đoạt nửa pho Bảo Lục trở về lấy công chuộc tội. Hỡi ơi, có ngờ đâu y chết về tay của Tam Hồ. Cung Cừu lại hỏi, tại sao chân muội lại rời khỏi Bạch Thạch? Gia gia tiểu muội rất là khó khăn, tiểu muội phải trốn. Phải chăng Lệnh Tôn vào Trung Nguyên để tìm chân muội? Đúng thế. Còn Lệnh Đường ở đâu? Dạng Phụng Chân dành mắt đỏ ao, nàng phát khóc nói, mẫu thân của tiểu muội khi sinh tiểu muội ra thì đã qua đời. Cung Cừu nói lời xin lỗi ngay, chân muội tha thứ cho tiểu huynh đã vô tình nhắc lại mối thương tâm của tiểu muội. Không sao, bọn sư huynh tiểu muội bị dạ lê như vậy, thực ra gia gia tiểu muội cũng nhiều lúc hối hận, trừ việc sai song sát đi tìm mấy vị sư huynh, còn thuận tình cho khôi phục lại võ công để quay về sư môn, nhưng họ đã bị cắt gót thành phế nhân rồi còn gì. Cừu ca coi thường gia gia tiểu muội cho ca ca hay rằng gia gia có biện pháp để bọn họ khôi phục lại công lực như cũ. Cung Cừu sực nhớ ra hỏi, chân muội, như vậy thương thế của chân muội tất Lệnh Tôn chữa được chứ? Dạng Phụng Chân buồn rầu, e rằng khó đó. Cung Cừu lo âu, Lệnh Tôn đã bản lãnh hơn đời, lại học rộng quán thế, có thể
cứu cho kẻ tàn tật được phục hồi võ công như cũ, chẳng lẽ lại không chữa nổi thương thế cho chân muội sao? Cô ca có biết tiểu muội bị thương về môn gì không? Tiểu huynh không biết. Phế tiên trưởng. Phế tiên trưởng ư? Sao cái tên lại kỳ cục như vậy? Đó là một môn tuyệt kỹ của nhị tiên. Trưởng này mệnh danh là phế tiên trưởng, có ý nói dù bậc thần tiên cũng không thể thoát được. Công cừu biến sắc, thế thì chân muội. Giang Phụng Chân thở dài, phải tìm thấy gia gia tiểu muội mới rõ được. Bây giờ dùng cách gì để đi tìm lệnh tôn? Cứ tìm đến một thị trấn, tiểu muội có biện pháp. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ hay sao? Cừu ca hãy chờ một chút. Nói xong rồi Phụng Chân tha thước đi ra đống đá ngổn ngang ở phía sau. Lát sau trước mặt Phụng Chân là một thiếu nữ đẹp như thiên tiên hiện ra. Nàng mặc bộ đồ màu hồng nhạt. Nàng má hạnh tay đào, mắt sáng như sao, lông mày như vẽ, trông chẳng khác long nữ bên Phò Quan Âm. Thật là một vẻ đẹp thánh thần, thanh khiết, trừ cặp mắt hơi rung động. Cung cừu không tự chủ được, phải đưa mắt ra đứng nhìn ngẩn người. Trong ý nghĩ của chàng, Gia Cát Anh có thể nói là một bậc sắc đẹp như thiên tiên. Nếu đem so với Dạng Phụng Chân thì một bên là đó mẫu đơn quốc sắc thiên hương, còn một bên là một đó phong lan trong chốn sơn động. Thật là kẻ tám lạng người nửa cân, khó lòng phân biệt được ai hơn ai kém. Giang Phụng Chân cười hít hít. Cừu ca ca, tiểu muội ăn mặc thế này ca ca có ưng ý không? Công cừu lắp bắp, chân muội em đẹp quá đi thôi. Giang Phụng Chân ngoẻo đầu hờn mát. Cừu ca chỉ nói nhảm thôi. Vẻ mặt của nàng tự như hờn giận, lại tự như vui mừng, càng khiến cho người ta điên đảo thần hồn. Cung cựu tưởng chừng như trái tim của mình ngừng đập. Nhưng chàng nghĩ đến con người hồng nhan tri kỷ trước mắt, công lực đã mất hết, chẳng hiểu có phục hồi được không. Bất giác chàng cảm thấy đau lòng, nên đối với nhị tiên chàng lại tăng thêm tầng cừu hận nữa. Giang Phụng Chân đột nhiên hỏi, cừu ca ca, giả tỷ tiểu muội bị tàn phế, không hồi phục được công lực như xưa, chỉ còn là một cô gái thông thường, cừu ca có yêu thương tiểu muội nữa không? Cung cừu không nghĩ ngợi gì nữa, chàng đáp ngay. Dĩ nhiên là bao giờ cũng thế, cái đó có quan hệ gì đâu. Chỉ vì tiểu huynh sơ hở một chút khiến chân muội bị trọng thương. Thế thì tiểu muội yêu tâm lắm. Tiểu muội chỉ băn khoăn một điều là sợ bị cừu ca bỏ rơi, còn ngoài ra chẳng quan tâm chi hết. Chân muội chúng ta đi thôi chứ. Giang Phụng Chân gật đầu, hai người song song băng mình đi. Bỗng một tiếng thét lên lanh lảnh, Giang Phụng Chân ngã ngay xuống mặt đất, lộ vẻ đau đớn vô cùng. Cung cừu quay lại bực mình lên tiếng nói, chết chưa? Tiểu huynh quên rằng chân muội đã mất hết công lực rồi. Giang Phụng Chân buồn rầu, chính tiểu muội cũng quên nên mới băng mình nhảy đi. Cung cừu hỏi, chân muội có bị thương chỗ nào nữa không? Tiếng nội thương lại bộc phát. Nói xong nàng la lên một tiếng cha ôi, rồi ngồi nhõm dậy. Cung cừu châu mày nói, chân muội để tiểu huynh cổng đi nha, như vậy người ta nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa. Đây là nơi quan sơn tịch mịch, làm gì có người qua lại, thật ra có gặp cũng chẳng quan hệ gì. Nhưng trong mình tiểu muội có nghịch lân bảo giáp, không cần, chân muội nhớ đừng sát mạnh vào lưng tiểu huynh là được rồi. Giang Phụng Chân còn đang ngần ngừ thì cung cừu đã cứu người xuống, cổng nàng lên lưng. Cả hai từ từ xuống núi. Một trang thư sinh phong tư tuyệt thế, cổng một thiếu nữ thị mạo tuyệt vời, đi giữa khoảng rừng hoang tịch mịch. Cảnh tượng này mà lọt vào mắt người thứ ba thì phải ngẩn ngơ. Trong khu rừng hoang không có đường lối, cung cừu cổng Giang Phụng Chân đi chừng một canh giờ, đột nhiên cảm thấy có điều bất ổn, vì đã lạc vào một khu rừng rậm bát ngát, cành lá rậm rạp che hết cả bóng mặt trời. Cung cừu nhìn ra bốn phía, chẳng biết đâu là bờ, liền dừng chân lại lẩm bẩm, không biết đi đến bao giờ mới hết cánh rừng này. Giang Phụng Chân đáp, cừu ca ca cứ trông về phía trước mà đi, rồi sẽ ra khỏi khu rừng. Cung cừu ngẩn ngơ một lát rồi lại bước đi. Giang Phụng Chân ngồi trên lưng của chàng, dường như nỗi thương lại lên cơn, nàng ho từng chập. Cung cừu càng rối ruột tan lòng, lòng nóng như lửa đốt. Càng vào sâu ở trong rừng càng tối đen, đang lúc chính ngọ mà tưởng chừng như là sắp hoàng hôn.
Nhãn lực của Công Cừu rất ghê gớm, đêm tối cũng trông rõ như ban ngày. Thế mà lúc này chàng vẫn hết một lực, vẫn chẳng nhìn rõ vật gì. Chàng bước cao bước thấp, kinh hãi khôn lường. Công Cừu cảm thấy không phải chuyện thường, mà tựa như là lạc vào một tà môn. Chàng gắng gượng mò mẫm đi tới một quãng nữa, đột nhiên mé bên trái thấp thoáng một ánh sao. Chàng định thần nhìn kỹ thì không phải là sao, mà là ánh đèn lửa. Chàng nghĩ bụng đã có ánh đèn tất có người ở. Chàng liền tăng gia cước lực đi thẳng về phía có ánh đèn. Dặn phụng chân tiếng ho mỗi lúc một dậy. Đại khái chàng đi ba bước thì nàng lại ho một tiếng. Chàng hơi hốt hoảng đi thêm một lúc thì đột nhiên chẳng thấy đèn lửa đâu nữa. Chàng vội đề khí phăng phăng lên tới đỉnh núi thì lại thấy đèn lửa ở phía sau lưng. Chàng buông tầm mắt nhìn thật xa mà chỉ thấy rừng cây chi chít tối om, không thấy chút ánh sáng mặt trời nào, mới thật là kỳ lạ. Công Cừu quay lại đường cũ, lòng rối ren khôn xiết. Dạng Phụng Chân băn khoăn nói: "Cừu ca ca sao vậy?" Công Cừu chán ngán: "Khu rừng này rất quái dị." Dạng Phụng Chân trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Đây là một trận thế. Bây giờ phải làm sao?" "Cừu ca ca hãy đi xéo lên về mé hữu." Công Cừu đột nhiên tỉnh ngộ, chàng biết Dạng Phụng Chân tinh thông thuật kỳ môn ngũ hành. Chàng thở phào một hơi rồi hỏi: "Chân muội thấy trong mình thế nào?" "Tiểu muội chưa có gì đáng lo ngại." Công Cừu y theo lời nàng, cõng nàng trên lưng đi xéo về mé hữu. Dạng Phụng Chân lẩm bẩm đếm từng Công Cừu bước chân, đến bước thứ 40 chợt nghe nàng lên tiếng bảo. Công Cừu quay sang mé tả đi 15 bước. Công Cừu theo lời nàng chỉ điểm. Dạng Phụng Chân chờ cho Công Cừu đi đúng 15 bước, nàng lại nói: "Bây giờ Cừu ca lại đi về mé tả 41 bước Dạng Phụng Chân tiếp tục chỉ điểm. Công Cừu theo lời nàng mà đi. Trong khu rừng tăm mù mịt, chàng lúc đi vòng qua bên tả, lúc rẽ sang bên hữu, khi tiến khi lui. Chàng đi chừng được nửa canh giờ thì ánh đèn ở trước mắt đã hiện ra. Công Cừu cả mừng băng mình giọt tới thì Dạng Phụng Chân ngăn lại nói: "Cừu ca đừng có hấp tấp." Công Cừu vội thu bước trở lại đứng yên. Chàng mệt nhọc trán toát mồ hôi. Dạng Phụng Chân thở hổn hển nói: "Cừu ca đi thẳng lên 3 bước, chết lên 4 bước, rồi tạt ngang ra 6 bước, chớ có lầm lẫn đó." Công Cừu nhất nhất theo đúng lời của Dạng Phụng Chân chỉ bảo, cẩn thận từng ly từng tí. Chàng đi chưa được 10 trượng thì thấy một ngọn đèn lồng treo ở ngọn cây gần đó, ngoài ra không có gì hết. Dạng Phụng Chân lại nói: "Bây giờ Cừu ca đi xéo lên 8 bước, rồi đi thẳng 5 bước. Công Cừu đi hết 8 bước thì qua chỗ đèn lồng, chàng đi thẳng về phía trước 5 bước. Thì trước mắt chàng sáng rực lên. Bây giờ chàng đã thấy mặt trời sáng tỏ, gió thổi hiu hiu. Một tòa nhà đồ sổ tường đỏ ngói biếc, hoa cỏ tốt tươi hiện ra trước mắt. Chàng nhìn xuống đất ở phía trước mắt, bất giác sợ run người. Vì thấy những hố rất sâu, cái ngang cái dọc, chỉ bước lầm một chút là rơi xuống hố tức khắc. Chàng ngoảnh đầu nhìn lại phía sau thì thấy ngọn đèn lồng mờ mờ ở trong khu rừng cây mù mịt. Dạng Phụng Chân lúc này lên tiếng nói: "Cừu ca thử lên tiếng gọi chủ nhân của tòa nhà này xem, coi thử họ là thù hay là bạn." Công Cừu hít một luồng chân khí vào huyệt đan điền rồi lớn tiếng gọi: "Tại hạ lầm đường vào bảo trang, xin chủ nhân cho vào nghỉ một lúc." Trong nhà yên lặng không có tiếng đáp lại. Công Cừu lại gọi lần thứ hai, mới nghe tiếng một người đàn bà the thé nói vọng ra: "Các ngươi đã vào được đến đây, tất có bản lãnh vào nhà ta được. Chẳng lẽ lại còn muốn lão thân ra đón nữa hay sao?" Công Cừu nghẹn họng không biết phải nói sao. Chàng để ý nhìn kỹ lại tòa trang viện thì thấy cách kiến trúc rất là cổ quái. Ở trong trang một tòa nhà vuông và một tòa nhà tròn đều không có ngõ chi hết. Dạng Phụng Chân trầm ngâm một lúc rồi khẽ gọi: "Cừu ca ca đi về mé tả 2 bước, rồi lại đi rẽ sang mé hữu 4 bước, đi xéo lên." Công Cừu ngần ngại: "Chân muội, chúng ta chẳng có lý do gì phải vào đây." "Chân muội đã hiểu được thế trận này."
Tại sao chúng ta không trở ra đường cũ mà lại cứ phải tiến vào? Tiểu huynh không hiểu. Văn Phụng Chân ra chiều ấy nấy đáp: Cựu ca ca, trước khi vào khu rừng này, tiểu muội không ngờ trong rừng có trận thế. Vào sau thì mới phát giác ra đây là thuật kỳ môn ngũ hành của gia gia. Có thể nói trận thế này khắp thiên hạ ngoài người ra có liên quan đến phụ thân tiểu muội thì không ai biết cả. Tiểu muội đã mừng thầm muốn vào thăm hỏi chủ nhân, nhưng cựu ca ca không thích thì quay trở ra vậy. Cung cừu thở phào: Được lắm, chị muội đã thích thế thì tiểu huynh cũng làm theo. Chàng nói xong bước sang bên tả hai bước, rồi lại rẽ qua mé hữu bốn bước, đi về phía trước. Chàng theo lời chỉ điểm của Vạn Phụng Chân, đi cả thảy là 120 bước nữa, thì tới đầu căn nhà vuông, nhưng không có cửa vào, chàng đành dừng bước. Vạn Phụng Chân ngẫm nghĩ một lát rồi thì thầm: Ta phải nhảy qua nóc nhà, rồi hạ xuống mé hữu. Cung cừu tung mình nhảy vọt lên không trung rồi hạ mình xuống mé hữu. Chàng vừa dừng chân bất giác kinh hãi run lên, vì cách chàng đứng đó là một cái sân, còn mé tả lại có một cái ao. Chàng ngấm ngầm bội phục Vạn Phụng Chân liệu việc như thần, nếu không biết nhảy xuống mé tả thì đã rơi tõm xuống ao rồi. Vạn Phụng Chân thiều thào nói: Cừu ca ca tiến vào đi, bên trong chẳng có gì nguy hiểm đâu, tiểu muội cần có chỗ nghỉ một chút. Cung cừu cổng Vạn Phụng Chân đi qua sân tiến vào một cái cổng tò vò. Vừa trong cổng tò vò là một cái hiên cửa ngõ, không một bóng người. Cung cừu lại lên tiếng: Tại hạ là cung cừu mạo muội đến đây xin bái kiến chủ nhân. Bỗng có tiếng đáp lại: Vào đi. Thanh âm này cực kỳ lạnh lẽo, tựa hồ không phải ở miệng của người sống nói ra. Cung cừu cất bước đi vào trong hiên. Chàng đưa mắt nhìn vào trong, xích chút nữa phải bật lên tiếng la quạng. Một luồng khí lạnh từ trong đáy lòng đưa lên cả toàn thân của chàng rung lên bần bật. Phía trong hiên hai bên có hai chiếc giường tre. Giường mé tả bỏ không, giường mé hữu có một người đàn bà áo đen đang ngồi ôm đầu lâu của một đứa nhỏ. Cặp mắt của mụ chiếu ra những tia oán hận cực kỳ lạnh lẽo, muốn nhìn chằm chằm vào cung cừu. Người đàn bà này tóc đã bạc phơ, trên trán đầy vết nhăn nheo, nhưng từ cặp mắt trở xuống thì da dẻ mịn màng. Bộ mặt của mụ lấy cặp mắt làm biên giới chia ra làm nửa, khác biệt. Nửa trên già nua bằng người 70-80 tuổi, nửa dưới tựa hồ như cô gái mới đôi mươi. Bộ mặt của mụ cũng đủ làm cho cung cừu phải kinh hãi run bắn lên. Hồi lâu mụ vẫn không mở miệng, chỉ có tia mắt cừu hận mỗi lúc mỗi lộ sát khí. Cái đầu lâu của trẻ con ở trong lòng mụ, mụ giận dữ khư khư, tưởng chừng như là sắp có người vào cướp mất vậy. Cung cừu không sao nhịn được, đành cất tiếng: Tại hạ biết xưng hô tôn giá như thế nào cho phải đây. Người đàn bà áo đen tựa hồ như không nghe thấy, mắt của mụ vẫn nhìn chàng trừng trừng không chớp. Cung cừu bản tính lạnh lùng ngạo nghễ, chàng không thèm nhìn đối phương nữa, đi đến bên chiếc giường tre, rồi đặt Phụng Chân xuống, quay lại nhìn nàng. Lúc này Vạn Phụng Chân vẻ mặt tiều tụy không còn chút huyết sắc, cặp mắt cũng thâm quầng. Cung cừu bất giác cảm thấy trong lòng xao xuyến, chàng hỏi bằng một giọng rất đáng thương: Chân muội, hiện giờ chân muội cảm thấy thế nào? Vạn Phụng Chân gắng gượng nở một nụ cười héo hắt: Trong lòng ngực nóng như lửa đốt vậy. Đột nhiên mụ áo đen lên tiếng hỏi: Tiểu tử, ngươi là môn hạ của ai? Cung cừu sai người lại đáp: Tại hạ không có môn phái nào hết. Mụ áo đen lại hỏi bằng một giọng lạnh như băng nói: Ngươi nói thật đi là hơn. Cung cừu vẫn một giọng lạnh lùng: Sự thật là thế mà. Tấm áo đen của mụ có ánh hào quang lấp loáng. Mụ trầm giọng nói: Nói cho ngươi hay, ta đây chính là thần toán quỷ nữ Lê Văn, và không phải là người thường đâu. Vạn Phụng Chân đột nhiên ngừng thở, dương ánh mắt tròn xoe: Mụ là thần toán tử Lê Văn ư? Đúng thế. Ngoài ta ra thì trong khu rừng đây còn ai biết bài trận này nữa? Mụ nói giữa chừng rồi dừng lại, và tự cho là thế trận của mình ảo diệu vô song, nhưng mụ chợt nghĩ ra đối phương đã tiến vào một cách dễ dàng thì đột nhiên biến sắc, lớn tiếng quát hỏi cung cừu: Thằng lỗi con, lai lịch của mị thế nào, xưng hô ra mau.
Cung Cừu lạnh lùng đáp: "Tại hạ là Cung Cừu, nhân vì tiểu muội bị thương nặng nên đi làm đường vào đây, chỉ có thế thôi." "Sao người lại biết thế trận này hả?" Cung Cừu chẳng hiểu gì về kỳ môn trận thế cho nên không biết đáp như thế nào. Vạn Phụng Chân liền cố gượng lên tiếng: "Chỉ một mình mụ biết, còn người ta không biết hay sao?" Thần Toán Tử mặt cò rúm lại rồi căm hận: "Ta không thể tin được, các ngươi là những con quỷ con mà thần thông đã giỏi đến như thế sao? Chúng ta không biết trận thế thì sao vào đây được?" "Vào được nhưng không thể sống mà ra được đâu." "Cái đó chưa chắc. Chúng ẩn cư này của ta biệt hiệu là Hắc Chiểu, nó chẳng khác gì quỷ môn quan đâu. Ta xem ra nơi đây chẳng qua là trò chơi trẻ con." Thần Toán Quỷ Nữ mặt lộ sát khí sừng sộ: "Còn nha đầu kia, mày có biết trận này tên là gì không?" Vạn Phụng Chân thở hổn hển đáp: "Cái trận Cửu Cung Ngũ Hành nhỏ nhoi này có gì đáng kể, sao ta không biết chứ?" Rồi nàng lẩm bẩm đọc: "Theo nghĩa cửu cung, lấy con linh quy ra làm phép tắc, số 4 làm vai, số 6, số 8 làm chân. Mé tả số 6, mé hữu số 7, trên đầu số 9, dưới cùng số 1, số 5 ở giữa." Cung Cừu nghe nàng đọc mà chẳng hiểu chi hết, đành đứng lặng yên. Thần Toán Quỷ Nữ sắc mặt xám ngắt, mụ buồn tiếng thở dài lẩm bẩm một mình: "Hỏng rồi, mình khổ công nghiên cứu mấy chục năm trời mà không bằng đứa con nít chưa ráo máu đầu." Vạn Phụng Chân cố ý trêu mụ: "Trong phép cửu cung, mỗi cung có thể biến hóa thành bát quái. Như vậy 8 lần 9 thành số 72. Rồi theo số này vòng quanh 9 cung thành những vòng tròn. Mỗi vòng tròn có 8 chữ. 4 chỗ giáp nhau cũng có 4 vòng, cộng lại là 13 vòng. Số chữ ở mỗi vòng tăng gia gấp lên 292. Thành ra đồ hình là lạc thư, biến hóa thần diệu vô cùng." Thần Toán Quỷ Nữ đột nhiên đặt cái đầu lâu trẻ con xuống ở dưới giường, rồi đứng dậy tiến về phía trước mấy bước. Mụ hao háo nhìn Vạn Phụng Chân không chớp mắt, rung giọng nói: Ngươi là ai?" Vạn Phụng Chân đáp: "Tại hạ là Phụng Chân, một kẻ vô danh trên chốn giang hồ, chẳng có lai lịch gì đáng kể." Cung Cừu bất giác đưa mắt nhìn Vạn Phụng Chân, chàng không hiểu tại sao nàng lại lấy cái tên giả ngày trước để trả lời với đối phương. Thần Toán Quỷ Nữ lẩm nhẩm hai chữ Phụng Chân mấy lần rồi lắc đầu hỏi: "Sư phụ của ngươi là ai?" "Tại hạ tự học ở trong nhà mình, không có sư phụ truyền hay thuộc môn phái nào hết." Thần Toán Quỷ Nữ tự nhiên hai tay đắm vào ngực, mụ lộ vẻ cực kỳ đau đớn, mắt của mụ long lanh ngấn lệ. Cung Cừu nghi hoặc không hiểu tại sao mụ lại có nỗi bi ai như vậy. Vạn Phụng Chân vì nói nhiều nên mệt quá, nàng từ từ nhắm mắt lại, ở trong miệng phát ra hơi thở khò khè. Thần Toán Quỷ Nữ đứng ngay trước người như tượng gỗ hồi lâu, sắc mặt của mụ biến đổi nhiều lần. Mụ lại bình tĩnh quay sang hỏi Cung Cừu: "Tiểu tử, ả với người thì như thế nào? Bạn bè, chỉ là bạn bè thôi ư? Hiện thời là như vậy." Thần Toán Quỷ Nữ ngắm nghía Vạn Phụng Chân một lúc rồi nói: "Ả trúng phải tàn thần chưởng của nhị tiên." Cung Cừu giật mình kinh hãi vì thấy nhãn lực của mụ thật là lợi hại. Chàng gật đầu nói: "Đúng thế, thật là đáng tiếc." "Sao mà đáng tiếc? Một thiếu nữ nguyệt thẹn hoa nhượng mà bị quỷ thân bằng cách này." Cung Cừu rung bắn lên như điện giật: "Tôn giá bảo sao?" Thần Toán Quỷ Nữ giọng nói vẫn lạnh như băng: "Ả chỉ còn sống được 3 ngày nữa thôi." "Sao, 3 ngày thôi ư?" "Đúng thế." Cung Cừu cảm thấy trái tim của mình tự hồ như chìm hẳn xuống, hai giọt nước mắt trào ra. Chàng ôm lấy nàng. Vạn Phụng Chân đột nhiên mở bừng mắt ra, nói bằng một giọng cực kỳ thê thảm: "Cừu ca ca, tiểu muội phải vĩnh viễn lìa xa cừu ca ca đến nơi rồi." Lời nói của nàng khiến người nghe phải đứt từng khúc ruột. Cung Cừu nước mắt đầm đìa lớn tiếng: "Không, chân muội không thể nào." Chàng toan nói chân muội không thể, nhưng tiếng chết chưa ra khỏi cửa miệng chàng lại nín lặng ngay. Vạn Phụng Chân nở một nụ cười héo hắt: "Cừu ca ơi, con người sống có số,
Tiểu muội chỉ mong cừu ca ca lúc nào cũng nhớ đến tiểu muội. Vậy là ở nơi chính suối tiểu muội yên lòng nhắm mắt rồi. Công tù không dằn nổi mối xúc động, nước mắt của chàng trào ra hai má. Chàng nói như người điên: không được, chân muội không thể chết được. Không ăn thua gì đâu. Có điều tiểu muội chết, cừu ca còn nhớ cũng là mãn nguyện rồi. Chân muội, chúng ta lên đường để tìm lệnh tôn. Không kịp đâu, thời gian cấp bách quá. Thần toán quỷ nữ đột nhiên cất giọng ngâm thơ. Dặn Phụng Chân sắc mặt biến đổi lại càng khó coi. Nàng tự hồ chăm chú lắng tai nghe thần toán quỷ nữ ngâm thơ. Công tù lấy làm lạ hỏi: chân muội tính sao bây giờ? Chúng ta đi thôi chứ. Thần toán quỷ nữ đột nhiên dừng lại không ngâm nữa, vẻ mặt âm thầm. Mụ sằng giọng nói: đâu có chuyện dễ như thế được. Công cừu tức giận bốc lên: ý tôn giá muốn gì đây? Chỗ ta ẩn cư có lý đâu để bọn tiểu bối các ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi như thế đó sao? Mụ vừa nói dứt lời, dung chưởng lên từ từ nhắm đánh vào ngực của công cừu. Công cừu cũng giơ chưởng lên đón, nhưng đối phương rõ ràng toàn phóng chưởng đánh xuống, thì đột nhiên đưa xéo bàn tay cầm điểm vào huyệt thất khảm. Công cừu vội vòng tay ra đỡ phía sau, chỉ còn cách chừng một hộp thóc là chàng bị điểm trúng huyệt ở trong trọng yếu đó. Thần toán quỷ nữ trông thấy công cừu tránh được chiêu thì giật mình kinh hãi. Mụ phóng chiêu thứ hai. Chiêu thức của mụ về bộ vị cũng như cách biến hóa đều khác với lối võ học thông thường. Mụ đánh ra ba chiêu, công cừu rất kinh hãi vì thủ phạm đối phương thuộc lối âm nhu, mà võ công của mụ lại là một lối riêng biệt. Chiêu thức nào cũng nham hiểm độc địa chưa từng thấy. Sau khi phóng ra ba chiêu, thần toán quỷ nữ kinh hãi cất tiếng khen: tiểu tử giỏi thật. Công cừu lạnh lùng quát: bây giờ đến lượt ngươi tiếp ta ba chữ. Chàng phóng chiêu đoạn dân linh vũ, trong nhất nguyên bảo lục ra nhanh như chớp. Chiêu thức này là một thần công ghê gớm vô cùng. Thần toán quỷ nữ không tránh kịp bị đánh trúng vào vai. Công cừu cảm giác chỗ bàn tay của mình đập vào trơn tuột và mềm như bông, không có cách nào dồn nội lực vào được. Chàng còn đang ngẩn ngơ thì thần toán quỷ nữ đã tránh sang bên năm sáu thước. Công cừu không khỏi kinh hãi vì thân pháp của mụ khác thường. Thần toán quỷ nữ cũng khiếp sợ trợn mắt nhìn công cừu. Công cừu đằng hắn một tiếng rồi phóng ra chiêu thứ hai là chiêu nguyệt lạc tinh trầm. Thần toán quỷ nữ la quảng, người của mụ loạn trạng một cái nhưng cũng tránh khỏi, không thương tổn chút nào. Thần toán quỷ nữ biến sắc buồn rầu: ta khổ công tu luyện mấy chục năm mà nay không địch lại một thằng miệng còn hôi sữa, thì nói chi đến chuyện báo thù nữa. Công cừu bụng bảo: dạ, ta cùng đối phương vốn không thù không oán, chẳng nên tranh hơn thua với mụ làm chi. Nghĩ vậy chàng đưa tay ra đỡ Dạng Phụng Chân bảo: chân muội chúng ta đi thôi. Thần toán quỷ nữ vẫy tay: khoan đã. Công cừu đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn thần toán quỷ nữ: tôn giá có điều chi chỉ giáo, người có muốn cho ả sống hay không? Tôn giá nói vậy là ý gì? Thường thế của ả khắp thiên hạ chỉ có mỗi một người cứu được thôi. Công cừu nghe mụ nói bất giác trái tim đập rộn lên. Chàng nóng nảy hỏi ngay: xin tôn giá cho biết người đó là ai? Thần toán quỷ nữ lặng lẽ hồi lâu rồi đáp: Hồng Phúc, các người khá lớn mới được gặp ta ở đây, biết chỗ của ấy ở. May hơn nữa là từ đây đến đó đường đất cũng chẳng có bao xa, trong vòng ba ngày nhất định có thể tới nơi được. Xin tôn giá cho hay người ấy là ai, bất luận bằng giá nào tại hạ cũng cầu được y chữa cho nàng. Thần toán quỷ nữ bảo: ngươi hãy chờ ta. Dứt lời mụ chạy vào trong phòng. Công cừu xúc động nắm tay Phụng Chân: chân muội ơi, muội có cơ hội sống sót rồi. Dặn Phụng Chân hổn hển: đường qua phúc chưa biết đâu mà lường trước được. Thần toán quỷ nữ chạy vào ở trong phòng một lát rồi trở ra. Tay mụ cầm ba chiếc tối vải nho nhỏ: ra khỏi khu rừng này thì các ngươi nhắm về hướng tây bắc mà đi. Đó là đường quan đạo dẫn đến Thông Châu. Từ Thông Châu lại đi về hướng nam 50 dặm. Rồi hãy mở cái túi vải trắng này ra, coi đó mà hành động. Ta đã có lời dặn dò rất cặn kẽ ở trong túi đó, chưa đến nơi thì đừng có mở ra nghe. Công cừu gật đầu thò tay ra đón lấy túi vải thì thần toán quỷ nữ lại rụt tay lại nói: khoan đã.
Tôn giá có điều chi chỉ bảo? Dĩ nhiên, có lý đâu ta chỉ dẫn cho ngươi một cách vô điều kiện chứ. Tôn giá có điều kiện gì xin nói ra ngay. Giả tỷ ả được cứu sống thì trong vòng một tháng phải trở lại đây ở với ta một năm. Điều kiện là như thế đó, các ngươi tính sao? Nàng quay trở lại với tôn giá một năm để làm gì? Cái đó ngươi không cần biết, ta chỉ hỏi có ưng thuận hay không. Giang Phụng Chân đáp ngay: Cựu ca ca, mụ muốn tiểu muội dạy kỳ môn thuật số cho mụ, tiểu muội ưng chịu như vậy. Cung cựu thầm phục Giảm Phụng Chân là một người thông minh thế gian hiếm có. Chàng đáp ngay: Bạn tại hạ ưng chịu điều kiện của tôn giá rồi. Thần toán quỷ nữ trên môi lộ một nụ cười bí mật khó hiểu. Mụ cầm ba cái túi vải, một trắng, một đỏ, một vàng, trao cho cung cựu. Cung cựu đón lấy ngỏ lời cảm tạ: Chân mùi đã được cứu sống thì ân đức ấy tại hạ xin ghi lòng tạc dạ. Thần toán quỷ nữ lạnh lùng: Người bất tất phải ghi ơn ta, chẳng qua ai cũng chỉ vì mình mà thôi. Ta làm việc này cũng có lợi cho ta. Ta đã bảo cho các ngươi hay là thần toán quỷ nữ này chẳng có lòng dạ nhân đức chi hết. Giang Phụng Chân tự hồ không muốn chần chờ ở tại chỗ thần bí khủng khiếp này nữa. Nàng cố gắng gượng ngồi dậy, lấy ở trong bọc ra một hạt thuốc, rồi bỏ ngay vào miệng. Đột nhiên thần toán quỷ nữ lại đặt cái đầu lâu đứa hài nhi xuống, lạng người đến trước giường của Giảm Phụng Chân, mắt chiếu ra những tia sáng hung dữ. Mụ lớn tiếng quát hỏi: Người nuốt cái gì đó? Bản năng phản ứng của cung cựu đã đưa nội lực vào tay phải, chàng toan dung ra để đỡ đòn cho Giảm Phụng Chân. Nhưng nghe mụ nói vậy, chàng lại thu tay về. Viên thuốc đỏ như máu lớn bằng hạt đậu của Giảm Phụng Chân đó là hạt quyết đậu khấu, một vật thần vật trong võ lâm thiên hạ. Cung cựu còn đang nghĩ ngợi bâng khuâng, bỗng nghe thần toán quỷ nữ lại quát hỏi lần nữa: À, nuốt cái gì đó? Cung cựu buộc miệng đáp: Quyết đậu khấu. Thần toán quỷ nữ đột nhiên tái mặt nhìn cung cựu chậm chạp hỏi: Quyết đậu khấu là một vật kỳ trân, chỉ có ở trên đảo Bạch Thạch, tại sao các ngươi lại lấy được? Giang Phụng Chân đưa mắt nhìn cung cựu, nhưng chàng không chú ý, liền hững hờ đáp: Nàng là con gái của Bạch Thạch đảo chúa. Thần toán quỷ nữ đột nhiên lùi lại hai bước quát: Ả là con gái dạng lão tà ư? Cung cừu nghe thanh âm của mụ có điều khác lạ, nhưng chàng đã lỡ lời không thu về được nữa. Chàng sực nhớ ra, sở dĩ vừa rồi Giảm Phụng Chân báo danh là Phụng Chân, té ra là nàng có dụng ý, thế mà mình bợp chợp để tiết lộ hành tung của nàng. Chàng đưa ánh mắt nhìn Giảm Phụng Chân, thấy nàng tự hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nàng quay lại đáp: Chính thị, tại hạ là tiểu thư của chưởng môn phái Kỳ Môn. Dạng lão tà tuổi ngoài 70, sao còn có đứa con gái nguyệt thẹn qua nhường này? Cung cừu chỉ hắn giọng chứ không trả lời. Thần toán quỷ nữ mặt đầy sát khí hầm hầm nhìn Giảm Phụng Chân nằm ở trên giường, tự hồ mụ muốn động thủ. Cung cừu lẩm bẩm một mình: Mi mà động thủ thì ta chỉ cho một nhát kiếm là rồi đời. Giang Phụng Chân lên tiếng bằng giọng nói lạnh như băng: Cựu ca ca, trả lại mụ ta ba chiếc túi vải đó đi. Cung cừu nghi hoặc hỏi: Tại sao vậy? Mụ là kẻ thù của gia gia tiểu muội, khi nào chúng ta lại được mang ơn của mụ chứ? Nhưng thường thấy chân mụi thì sao? Thà là tiểu muội chịu chết. Cung cừu ngần ngừ lấy ba chiếc túi vải ra đặt ở trên bàn bên cạnh giường. Thần toán quỷ nữ đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa hiên, rồi la lên một tiếng đau khổ: Trời ơi! Giang Phụng Chân nói: Cựu ca ca, chúng ta đi thôi. Thần toán quỷ nữ lại quay vào, vẻ mặt của mụ cực kỳ thống khổ và chán ngán. Mụ nghiến răng nói: Mấy chục năm trời ta nghiên cứu thuật kỳ môn ngũ hành với mục đích là đến đảo Bạch Thạch báo thù. Con gái dạng lão tà đã đến trình độ này thì Lê Văn ta đây có học cả trăm năm nữa cũng bằng vô dụng. Số mệnh mình như vậy rồi, biết phải làm sao đây? Thôi các người đi đi. Nói xong rồi mụ cầm ba cái túi vải nhét vào tay cung cựu, rồi quay lại bảo Giảm Phụng Chân: Quyết đậu khấu đối với thường thế của người chẳng ăn thua gì đâu, bất quá nó chỉ giúp cho người phấn khởi tinh thần được một chút mà thôi. Các người nhớ lời ước hẹn với ta.
Dứt lời, thần toán quỷ nữ ôm đầu lâu của đứa hài nhi băng băng chạy vào phía sau, không quay đầu lại nữa. Cung Cừu ngẩn người ra một lúc rồi bảo Dạng Phụng Chân, chúng ta đi thôi. Dạng Phụng Chân gật đầu rồi để cho Cung Cừu cõng mình lên lưng. Miệng của nàng chỉ điểm cho chàng theo con đường cũ ra khỏi trận thế. Chừng nửa canh giờ hai người đã ra khỏi khu rừng. Lúc này trời đã hoàng hôn, tứ bề màn sương đêm bắt đầu từ từ buông xuống. Cung Cừu tìm vào thôn trang mua ít thức ăn để cùng Dạng Phụng Chân lót dạ, rồi lên đường đi ngay. Sáng sớm hôm sau đã tới thành Thông Châu. Hai người chỉ vào quán ăn qua lo rồi lại trông về hướng nam mà đi. Cung Cừu đang mãi miết bon bon trên đường, bỗng nghe từ xa vang lên mấy tiếng rú cực kỳ thê thảm, dường như từ dưới khu thung lũng ở bên đường quan đạo vọng lại.